Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái món là 3311 này. Này nó sẽ là trong này nó sẽ giúp cho cái cây ra rễ, to lá, lớn quả, bật chồi, mập thân, nở gốc. Nó có thể sử dụng cho các loại cây rau, lá, rau quả đều sử dụng được nhé. Một gói này các anh chị sẽ pha được khoảng tầm một bình 16 lít nước. Các anh chị cũng có thể là kết hợp cùng với cái viên như này này, phun xịt cho nó để cho nó vừa tốt quả tốt lá, tốt quả tốt lá này. Sử dụng cho những cây rau lấy lá, nó sẽ giúp mướt lá. Cây hành thì to thân mập cọng nở bụi, rau lá thì nó sẽ mướt lá, nở lá to lá. Và một số loại cây rau lấy quả như dưa, bầu bí thì nó sẽ giúp lớn trái, mướt trái, phì trái, bóng trái. Ba gói như này, hai gói với một viên như này, một bộ như này là các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 40 lít nước, là bằng với hai bình đeo lưng, loại bình 20 lít nhé. Ra rễ cực mạnh, năng lượng tạo siêu năng suất. Sử dụng cho rau màu, cây ăn quả, cây chè, hoa, cây cảnh. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.